Ngày 5 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng 2 năm Quý Mão, Quý Thiện Nam tín nữ Phật tử trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh đã về chùa Hoàng Pháp tham dự khóa lễ sám hối định kỳ. Trước khi bước vào khóa lễ, Đại Đức Thích Tâm Sĩ, Chư Tăng Chùa Hoàng Pháp đã có buổi pháp thoại cùng đại chúng qua chủ đề Tu tập theo lời Phật dạy. Thì kính thưa quý vị, có những người sơ cơ đến chùa thì mình chỉ cần khuyến khích người ta bố thí và khi đến chùa nghe quý thầy nói nhiều về bố thí và thấy quý phật tử bố thí nhiều họ cũng sinh tâm hào sảng và bố thí theo và khi người ta đến chùa thì nghe quý thầy nói về giữ giới nhiều dù rằng họ là người không có thể giữ giới nhưng thấy cái sự trang nghiêm như thế này lần đầu họ chưa phát tâm nhưng nhiều lần đến chùa nghe về giới rất là nhiều và họ phát tâm giữ giới và khi đó họ đã có được cái nền tảng căn bản của người phật tử thuần thành khi chúng ta đến chùa, được nghe quý thầy giảng về giới, từ đó có nền tảng của người Phật tử thuần thành. Đó chính là lòng tin nơi tam bảo, phát tâm giữ giới và bố thí một cách hào sản. Khi Đức Thế Tôn còn tài thế, Ngài thuyết về bố thí, sau đó Ngài thuyết về trì giới, về cảnh an vui, dục lạc của các cõi trời và sự nguy hiểm của dục lạc. Từ đây, Ngài thuyết về tứ diệu đế, khổ, nguyên nhân của khổ, khổ diệt và con đường đưa đến khổ diệt. Sau một giờ chia sẻ về giới và sự nguy hại của các dục, đại đức nhắc nhở đại chúng, nguyên nhân đưa đến đau khổ chính là vô minh và ái dục. Khoái lạc của các giác quan thêm khác cảnh giới tốt hơn, các dục liên quan đến tà kiến và thường kiến. Mỗi Phật tử cần luôn luôn cảnh giác với bản thân. Đức Phật chỉ dạy người Phật tử tại gia có bốn cách phân chia tài sản: trả nợ cũ, cho vay nợ mới, liền xuống hố sâu để dành cho các kiếp sau đồng thời mỗi người cần thực hành tứ thanh tịnh giới bớt nhìn bớt nghe không phán xét thu thúc và phòng hộ lục căng tiết độ trong ăn uống sinh hoạt luôn luôn chánh niệm tỉnh giác qua bài chia sẻ đại chúng được nghe lại lời phật dạy lấy đó làm tư lương trong tu tập để có được an lạc hạnh phúc ngay trong hiện đời và cả những đời sau sau thời pháp thoại đại chúng cùng bước vào khóa lễ sám hối như thường lệ